Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của ABB Gas. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn một lô sản phẩm đồng hồ giảm áp, hoặc là còn gọi là van điều áp, hoặc có thể gọi là van giảm áp, sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan của hãng Chizurashiki. Trước mặt tôi đây là 5 chiếc đồng hồ của khí oxy, oxygen. Thân đồng hồ làm bằng inox sáng bóng, rất là đẹp. Cảm giác cầm rất là vững chãi. Kết nối đầu vào của đồng hồ là G5/8, kết nối trực tiếp vào van QF2C. Còn đầu ra thì có hai lựa chọn. Lựa chọn van M16 gen ngoài, có thể kết nối thông qua một số các cái rắc để kết nối với các ống đồng 1/4 inch hoặc là 1/8 inch, hoặc là kết nối qua một cái thiết bị nhỏ hơn, gọi dân gian gọi là đuôi chuột, để cắm ống PU và siết quai nhê vào. Đây là một chiếc đồng hồ rất là tốt và bền bỉ. Chúng tôi đã có những chiếc đồng hồ dùng tới 10 năm rồi mà không hỏng. Mặc dù là có thể là cũ theo thời gian, nhưng mà thực sự là một sản phẩm rất là bền bỉ của Nhật Bản. Đây là cái núm điều áp vặn vào. Khi mà càng vặn vào theo chiều kim đồng hồ thì khí ra càng mạnh. Đó. Và cái núm này có tác dụng là cho khách hàng điều áp để sử dụng được cái khí theo đúng ý muốn của mình. Thân đồng hồ rất là bền và kết nối của đồng hồ là bằng đồng. Đó là chiếc đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ của khí oxy. Và tôi cũng giới thiệu luôn một chiếc đồng hồ khác dành cho khí CO2. Đây là một chiếc đồng hồ cũng của hãng Chizurashiki. Các bạn có thể nhìn thấy màu hồng, bản chất thương hiệu của nó là Sakura, tức là thể hiện là hoa anh đào. Và đây là một chiếc đồng hồ dành cho khí CO2, một chiếc đồng hồ rất là nhìn rất là to và hoành tráng. Đây là phía bên trong của chiếc đồng hồ. Đó. Tôi sẽ nhấc chiếc đồng hồ này ra để cho các bạn xem. Chiếc đồng hồ được bao bọc rất là cẩn thận trong một chiếc túi bóng. Đồng hồ có một van đo điều áp vào maximum là 6 kg S trên 1 cm vuông. Với khí CO2 thì thông thường là chúng ta cung cấp CO2 là theo cân, và áp của khí CO2 thường là không cao. Và đây là một chiếc áp kế trong này, và khi mà các bạn sử dụng thì các bạn phải cắm điện 220V để cho nó sấy nóng khí. Khi mà khí CO2 chạy qua đầu vào inlet thì phải được sấy nóng bằng hệ thống sấy ở đây để tạo ra một cái luồng khí để dẫn theo cái đường ống PU này ra ngoài. Đây cũng là một chiếc đồng hồ rất đẹp của hãng Chizurashiki Nhật Bản, được làm rất là công phu. Chúng tôi luôn luôn là sẵn hàng để mà phục vụ khách hàng nhận những cái sản phẩm tốt nhất của Nhật Bản. Và bên cạnh đó chúng tôi còn cấp các loại khí CO2, oxy, oxy 5.0, 6.0, nitơ 5.0, 6.0 để phục vụ nhu cầu khách hàng. Và cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm của ABB Gas, và xin khách hàng hãy đăng ký kênh của chúng tôi để được xem những video tiếp theo để chúng tôi giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ của mình. Xin cảm ơn quý khách hàng.